Bạn ơi, mới ra tiệm mua được hai cái bánh hamburger đó. Ông xã cái mình cái nha, bữa này hứng lên, mình với ông xã lại thích ăn hamburger ra hãng Jack in the Box nè các bạn. Đó, hãng này làm phân fry cũng ngon, làm cái khoai tây chiên này cũng rất là ngon nè, rồi cái bánh này cũng ngon nữa. Nhìn hấp dẫn ha. Có mấy lớp thịt nè, có mấy lớp rau đó, thịt phô mai đầy đủ ha. Rồi anh ăn đi. Có lớp à, Cái này hai lớp. thì anh lấy cái đó đi, anh thích cái này, cái màu này vậy. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ ăn thử bánh hamburger theo lời yêu cầu của các bạn nha. Thì các bạn nói là mình đã ăn trái cây rồi ăn rau quả rất là nhiều rồi mà chưa thấy ăn bánh hamburger khi nào hết, thì bây giờ mình sẽ mua bánh hamburger mình ăn thử nha. Đó, nhìn cái bánh ngon chưa? Xin mời các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ thử cái bánh này thì mình ăn thử nha. Wow, nhìn cái bánh ngon quá. Mình để ra cái dĩa nha. Đây, hấp dẫn chưa? Rồi, hôm nay mình sẽ ăn với rau quả đi kèm nè. Cà rốt nè, đó, cà rốt nhỏ nhỏ như thế này ăn rất là giòn. Còn dưa leo muối nè các bạn. Món này là mình rất là mê nè các bạn. Nó chua chua, giòn giòn, người ta muối ở trong cái hũ. Mình mua cái hũ như thế này nè các bạn. Đó, mỗi lần mình ăn là mình lấy ra một ít. Mình ăn xong rồi còn mình bỏ vô trong này mình đậy lại cũng được các bạn. Ở trong này nó muối chua nè, nó giữ được, nó không có bị hư. Đó, mình muốn chắc ăn nữa thì mình bỏ vô trong tủ lạnh nha các bạn. Khỏi bỏ tủ lạnh cũng được, để ở ngoài cũng được. Nhìn cái dĩa dưa leo muối rồi cà rốt bánh hamburger muốn ăn. Mua một cái hamburger như thế này thì người ta đi kèm cho mình khoai tây chiên nè các bạn. Mời các bạn ăn thử miếng nha. Đó. Vừa ăn. Mình mới mua ở ngoài tiệm thì nó sẽ giòn hơn, mà mình đem về nhà một thời gian rồi nó không có còn giòn nữa, nhưng mà ăn vẫn ngon. Bây giờ mình thử bánh ha. Cái thịt nướng, thịt bò nướng nè, thịt hamburger nướng ở cái hãng này nó rất là thơm ngon các bạn. Nó thơm lắm. Lâu lâu được ăn thử lại hamburger ha, thấy ngon quá chừng. Ăn trái dưa leo ha. Dưa leo muối rất là ngon. Sang năm mình trồng khá khá dưa leo chút xíu ha, đem vô muối ăn. Cả miếng bánh. Bữa trưa mà mình ăn cái như thế này là no luôn các bạn. Thịt bò rồi phô mai rồi rau cải thơm, thịt bò của hãng Jack in the Box này thơm ngon. Cà rốt các bạn ơi. Mấy ngày hôm nay là lễ Halloween các bạn. Mấy đứa nhỏ rất là mê, rất là thích. Rồi bây giờ hết lễ rồi, tới tối lại mấy đứa nhỏ hỏi: "Mẹ mẹ, hôm nay có còn đi xin kẹo nữa không?" Đứa nhỏ nhất nhà mình hỏi vậy đó, muốn đi xin kẹo nữa các bạn, đi vui. Trẻ thơ có được cái giây phút mà gọi là thời tuổi thơ ấu đó, nó vui.
là ký ức đó các bạn, sau này mình nhớ mãi đó. Rất là ngon nha. Ăn thử miếng khoai tây chiên với tương cà chua xem như thế nào các bạn. Ngon ha. Rất là hợp. Mình thấy người ta ăn khoai tây chiên là cứ chấm tương cà chua. Loại này nè. Rất là ngon các bạn. Nãy mình mua cái bánh này thì người ta có cho thêm khoai tây chiên, rồi thêm ly nước ngọt nữa. Wow. Nước ngọt rất là nhiều ga. Mình không biết ăn có hết cái bánh này không. Nước cà chua nó chảy ra. Còn nghề nghiệp của mình á, thì mình cũng đã nói cho các bạn biết rồi, là mình ở nhà mình làm về online các bạn. Đó, kinh doanh online, làm bán hàng online các bạn. Rồi mình làm video cho các bạn xem đó. Tất cả cũng làm nghề nghiệp các bạn. Có lương, làm có lương đàng hoàng ha. Ăn hamburger mà với cà rốt rất là ngon các bạn. Dưa leo nữa, ngon tuyệt luôn á. Cà rốt thì nó giòn mà nó ngọt, ăn mát cả miệng luôn. Ăn nhiều cà rốt tốt các bạn ha. Đừng có ăn nhiều quá. Đừng có ăn cà rốt nhiều quá. Nhiều quá thì sẽ bị vàng da các bạn, dư vitamin. Trái dưa leo muối quá ngon ha. Các bạn ăn hamburger đó, mình ăn kèm thêm rau quả thêm á, ăn rất là ngon, đỡ ớn. Wow. Mình chưa bao giờ trồng cái loại cà rốt nhỏ như thế này. Để mình lên online mình tìm cái giống cà rốt baby nhỏ nhỏ như thế này, mình trồng thử, mình nhổ lên cái củ nó thương cỡ nào ha. Bây giờ mỗi ngày mình đều ra vườn thu dọn lại vườn các bạn. Rồi mình sẽ đóng một cái khung, mình làm một khoảng đất rất là rộng để sang năm mình trồng rau quả. Mình chưa có chọn đất cho vườn các bạn, mình toàn trồng trong thùng không à. Bây giờ thì mình mùa đông đó, mỗi ngày mình ra vườn một tiếng để mình dọn cỏ, rồi mình làm lại vườn, trộn đất lại cho vườn các bạn. Rồi sang năm mình sẽ làm một khoảng đất ở dưới đất bằng á, trồng rau củ ha. Tất cả rau củ mà mình thích là sang năm mình trồng. Ngon quá. Sang năm trồng nhiều thứ quá, không biết có chăm sóc nổi không. Như leo nè, nó giòn, cái vị chua nó chua vừa phải mà ăn nó giòn ngon.
ta ướp cái gì mà ngon quá. Mình lại thích ăn chua nữa. Ăn cái bánh hamburger như thế này no cũng lâu lắm á các bạn, phải 4-5 tiếng mình mới bắt đầu thấy đau bụng á, hay 6 tiếng. Mình thường hay ăn buổi sáng với cà rốt lắm các bạn. Khi nào mình sẽ quay bữa ăn sáng bằng trái cây của mình cho các bạn xem. Trái cây với hạt thôi. Hai lông mày kẽ một bên cao bên thấp rồi các bạn ơi, mình kẽ không có đều. Nhìn hai lông mày ngộ quá. Ăn cà rốt thì tưởng tượng nhớ mấy con thỏ nhà mình. Mỗi lần đem cà rốt ra là giành nhau bu lên cái chuồng nhai, nhai răng trước, nhai nhanh lắm các bạn, nhìn dễ thương. Nhiều bạn mình ăn, mình nhai răng trong mà cái miệng mình nó xấu quá. Các bạn nói chị ơi chị đừng có nhai răng trước nữa, chị nhai răng trong giùm đi. Mỗi lần nói mình nhai răng trước á là mình mắc cười, mình nhớ tới mấy con thỏ. Mình mà được nhai răng trước á thì cũng đỡ ha. Răng trước rồi. Cà rốt gì mà ăn ngon quá các bạn, say mê luôn. Hamburger mình ăn như vậy là no rồi đó các bạn. Nó ngọt ngà mà nó giòn. Cái vị nước của nó vừa phải, không có nhiều. Ngon. Cắn miếng hamburger quá bự còn thêm củ cà rốt nữa, nhai hơi lâu nhưng mà ngon, hấp dẫn. Ăn hamburger không á không có thú vị bằng ăn thêm những này. Cái miệng của mình nó ăn nó cảm giác không có ớn nè, không có ngán, mà có rau quả nữa, mình ăn vô thấy ngon lắm. Trái này hơi chua nè, giòn. Wow. Đó. Các bạn và các em nhỏ yêu cầu mình ăn hamburger, hôm nay đã ăn rồi nha các bạn. Hôm nay bỏ buổi cơm trưa của món ăn người Việt mình để ăn một cái bánh hamburger cho các bạn xem. Ăn như vậy chắc cũng phải tới 6-7 giờ, bây giờ 1 giờ mấy rồi các bạn, phải 6-7 giờ mới đói lại á. Rất là ngon. Rau củ
Mấy ngày hôm nay các bạn cứ nói là lại dâu nữa các bạn. Ngày nào mình cũng có thư gửi về trái dâu tây, là chị ơi hái dâu tây đi. Dâu tây bữa nay lạnh quá các bạn, nó ra trái rất là ít. Nhưng mà mình cũng che che lại, cũng có trái ra nhưng mà không có chín rộ nữa. Thì tới tháng 6 năm sau thì dâu tây mới bắt đầu ra bông, rồi ra trái là tháng 7. Thì lúc đó mới có dâu tây nhiều trở lại. Còn bây giờ là cây cối ngủ đông hết rồi. Nhìn cái vườn của mình bây giờ te tua luôn, úa tàn hết trơn luôn. Hamburger chắc mình ăn tới đây thôi, no quá rồi. Mình muốn ăn thêm cà rốt. Đây, cà rốt, dưa muối, dưa leo, muối chua, pickle. Ngon ha. Sao mình mê cà rốt dữ không biết. Cà rốt mà chấm với cái sốt này nè, ăn hết sảy nha các bạn. Ngày nào mình cũng ăn khoảng mười mấy cho đến 20 củ cà rốt như thế này. Các bạn, cà rốt chấm với cái này ăn nó quá tuyệt vời. Mình khỏi ăn cơm, cho mình ăn hết cái dĩa cà rốt này mình cũng ăn được nữa các bạn. Lúc nào đi chợ cũng mua nguyên một bịch cà rốt bự. Mấy đứa nhỏ nhà mình á, mình nói ăn cà rốt với mẹ đi, chạy hết các bạn. Con gái lớn của mình thì có ăn vài củ rồi, ép ăn lắm thì nói thôi say cho con uống đi. Nhưng mà mỗi lần mình chiên cánh gà, chiên nước mắm đó các bạn, mấy đứa con của mình lại chịu ăn cà rốt với cánh gà. Hay. Còn ăn không như thế này không chịu ăn đâu. Chấm vô đây luôn ha. Quá ngon. Bây giờ sắp tới mùa đông á, mình sẽ ra video nấu ăn nhiều hơn nha các bạn. Rồi ăn uống, không biết có tuyết, năm này có tuyết không? Có tuyết thì mình sẽ quay tuyết liền cho các bạn xem sớm, thiệt là sớm. Các bạn gửi thư cái nói có tuyết là quay liền nha chị. Mình sẽ quay liền. Vẫn còn này các bạn. Ăn cà rốt vô trong người mình cảm thấy khỏe liền luôn các bạn. Giống như nó cung cấp vitamin cho mình á, mình người mình cảm thấy khỏe lắm. Thêm một cái nữa là xong. Cái miệng cứ muốn ăn nữa, ăn nữa. Ăn khi nào cho no là thôi ha. Cà rốt là mình hay làm chả thịt heo cho con mình ăn, mình cũng xay cà rốt này vô. Với lại cái trái zucchini á, trái bí ngô á. Wow. Hôm nay ăn quá ngon nha. Hamburger, món ăn Mỹ nhưng mà ăn với rau quả. À, các bạn ơi, video mình ăn bánh hamburger tới đây đã xong nha các bạn. Lời yêu cầu của các bạn thì mình đã
thực hiện ha. Cảm ơn các bạn đã yêu cầu mình ăn rất là ngon các bạn. Đó, ăn cùng với rau quả thì không bao giờ thấy ngán mà ăn rất là ngọt cái cà rốt này. Còn cái này chua chua, quá ngon luôn á. Các bạn nhớ ăn thử cho vui nha. Thì hôm nay tạm dừng ở đây. Tạm biệt các bạn. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Hẹn các bạn những video kế tiếp nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình, các bạn cảm thấy yêu thích, thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác. Mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.